Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc cả nhà có một buổi chiều ấm áp bên gia đình và người thân. Video này thì Xuân Mỹ cũng tiếp tục chia sẻ thông tin về củ Gò Công và những tin tức khác hay cả nhà. Và trên màn hình thì Xuân Mỹ lấy cái livestream của các bạn Hồ Văn Cường Fan Club livestream cái show May Lang Thang ngày 8 tháng 4 ở Đà Lạt vừa trong 8 tháng 4 2023 để làm nền cho chiếc video này, để Xuân Mỹ cùng chia sẻ với mọi người những cái thông tin. Và như thường lệ, Xuân Mỹ sẽ vào kênh Hồ Văn Cường Official để cập nhật lượt view. Kênh Hồ Văn Cường Official thì đến chiều nay vẫn 149.000 người đăng ký nè cả nhà. Đây, 149.000 người đăng ký, cả nhà thấy không? Hồ Văn Cường Official với cái tích xám ha. Rồi bài bông hồng cài áo chiều nay thì lên 735.000 lượt xem rồi. Đó, từ từ tiến lên mốc triệu view. Bài cổng mẹ thì chiều nay 694.000 lượt xem. Đây. Ha, cổng mẹ audio 694.000 lượt xem. Mong là mọi người hãy tiếp tục ủng hộ của Úc Gò Công ha. Còn ở đây thì cậu Úc cũng có danh sách phát, thì có trong cái bài này nè, cái danh sách phát mà Hồ Văn Cường âm nhạc tuyệt đỉnh này nè, với 28 bài đó. Thì đầu tiên là bông hồng cài áo, rồi tới mẹ tôi, rồi tới bài cổng mẹ liền. Cho nên mọi người mà không có thời gian thì nghe cái clip này thì sẽ bấm chọn. Bấm chọn thì sẽ có nghe luôn cả hai bài ha. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin vào thông tin của trường Đại học Hoa Sen. Nhà đời Xuân Mỹ cập nhật trường Đại học Hoa Sen ha. Đại học Hoa Sen thì vẫn chỉ có cái ở trên cái sự cái dòng thông tin đáng chú ý nè, thì thông tin của Cường hát và Hòa Minzy, cái poster của Cường và phục Hòa Minzy lưu ý lên trên đây ha. Rồi một cái thông tin hỗ trợ truyền thông, tức là dự án chạy bộ cộng đồng do VNG khởi xướng chính thức khởi tranh từ 0 giờ ngày 26 tháng 10 0 giờ ngày 6 tháng 10 đến 23 giờ ngày 29 tháng 10. Dự án chạy bộ vì cộng đồng do VNG khởi xướng Upgrade 2023 là chương trình rất ý nghĩa do Hội Bảo trợ Khuyết tật và Trẻ em Mồ Côi Việt Nam VNG tổ chức. Sự kiện diễn ra tại ba miền thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 10 tại khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Mỗi bước chân các thầy cô và các bạn sinh viên, học sinh và quý phụ huynh, nhà hảo tâm và anh chị em tham gia góp phần gây quỹ cho chương trình rất đặc biệt này. Mỗi km chạy chúng ta sẽ được VNG quyên góp 1.000 đồng để giúp đỡ cho người khuyết tật. Điểm đặc biệt là chương trình có tổ chức chạy trực tuyến, chúng ta tham gia chỉ cần tải app để em xem hướng dẫn đăng ký. Và đây nè cả nhà. Ha. Của Hội Bảo trợ Khuyết tật Trẻ em Mồ Côi của thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian là tại 3 điểm. 6 tháng 10 thì Hà Nội, 15 tháng 10 Đà Nẵng và Chủ nhật 29 tháng 10 khu chế xuất Tân Thuận, phường 13. Đường 13 phường Tân Thuận Đông quận 7, chạy trực tuyến từ 6 tháng 10 đến 29 tháng 10. Tải app ha, và đây nè app đó cả nhà, Fresh Up Free, trường Đại học Hoa Sen thông tin ha. Rồi đó là một đó là thông tin ở trường Đại học Hoa Sen. Hôm nay thì trường cũng có cái gọi là ngày hội thì như Xuân Mỹ đã chia sẻ đó, hưởng ứng ngày sức khỏe tinh thần thế giới 10 tháng 10, Viện Nghiên cứu và Tư vấn Giải pháp Tâm lý Trường Đại học Hoa Sen cũng tổ chức Ngày hội Sức khỏe Tinh thần với nhiều hoạt động như là làm vòng tay, tô tượng, vẽ tranh, ký họa chân dung, trải nghiệm mùi hương. Những hoạt động dù nhỏ nhưng sẽ giúp chăm sóc sức khỏe tinh thần của các bạn sinh viên sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, đồng thời lan tỏa thông điệp để về yêu bản thân, chăm sóc tinh thần qua những điều đơn giản. Fan của Cường thì cũng có cái nơi để xoa dịu những cái phiền muộn, đó là kênh YouTube Hồ Văn Cường Official ha cả nhà. Sự kiện này diễn ra từ sáng đến chiều ngày hôm nay.
10 tháng 10 và đây những cái hình ảnh Xuân Mỹ cho cả nhà xem những cái hình ảnh ha. Các bạn sinh viên tham gia ngày hội sức khỏe. Hôm nay cũng là ngày chuyển đổi số của quốc gia Việt Nam đó cả nhà, ngày 10 tháng 10, ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, còn là ngày được chính phủ chọn là ngày chuyển đổi số. Đó là thông tin trường Đại học Hoa Sen. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào trang Hồ Văn Cường Fan Club. Có khán giả hỏi Xuân Mỹ là trang của FC, tức là trang của các bạn quản trị viên mở để livestream cùng mọi người là trang nào, thì đây Xuân Mỹ xin chia sẻ ha. Trang mà có gia đình của Cường nè, ba mẹ Cường và hai cháu. Rồi Cường mặc áo dài màu trắng thêu con rồng nha. Và cái lượng người theo dõi hiện nay trên trang này là 51 người theo dõi. Cái trang này thì các bạn quản trị viên của FC sẽ thông tin những cái hoạt động của Cường và giới thiệu show diễn nè, livestream show diễn cũng như là nè. Hồi trưa Xuân Mỹ cho cả nhà xem đó, đó là một trang của các bạn quản trị viên ha. Còn trang fanpage của Hồ Văn Cường là đây. Trang fanpage thì có 10.000 người đăng ký nè, với cái áo bà ba ha. Ảnh ảnh đại diện nó bà ba, 10.000 người theo dõi và 5.800 lượt thích. Đây là fanpage chính thức của ca sĩ Hồ Văn Cường ha. Rồi, với cái đường link của kênh YouTube Hồ Văn Cường và Hà Nội, show diễn Hà Nội 8 tháng 10 vừa mới đây. Đó cả nhà thấy rồi ha. Giờ Xuân Mỹ xin vào trang Hồ Văn Cường Fan Club dành cho fan để chia sẻ với mọi người. Các chị cũng đã chia sẻ hình ảnh nè. Đây, chia sẻ hình ảnh tại show 8 tháng 10. Các chị khán giả chụp, những ai mà có sử dụng Facebook thì vào đây ha. Hôm bữa đó theo Xuân Mỹ nắm thông tin thì bạn Hảo Ly phải về trước để sáng ngày 9 tháng 10 bạn ấy động thổ xây nhà, cho nên là không có bạn Hảo Ly chụp cho đến khúc cuối, thì các bạn chỉ chụp gọi là gì, chụp nè, Hảo Ly chỉ chụp khúc tặng quà thôi mọi người, đây nè, đó chị chụp khúc tặng quà cho mọi người thôi, ai có hình thì lên ha, tức là chị chụp lúc lên sân khấu, còn hình mà lúc Cường ra chụp với khán giả thì không có ha. Các cô cũng đăng lại những tấm hình kỷ niệm, rồi cũng share cái bài báo của South Star. Chiều nay thì có báo Tuổi Trẻ nữa, để lát Xuân Mỹ đọc báo Tuổi Trẻ trên báo Tuổi Trẻ Cười online cho cả nhà ha. Chia sẻ những đoạn clip của Cường hát trai. Rồi những hình ảnh của fan chụp cùng con tại và phòng trà Skyline thì cũng giới thiệu thêm show diễn của mình. Xuân Mỹ thấy mọi người cũng share chỗ phòng trà Skyline nè. Cả nhà đợi Xuân Mỹ nha, Xuân Mỹ kéo lên chỗ phòng trà Skyline cho mọi người xem ha. Phòng trà Skyline cũng đã hôm qua cũng đã đăng hình và Xuân Mỹ thấy mọi người cũng share nè. Những hình ảnh đẹp của ca sĩ Hồ Văn Cường và fan club tại Skyline ngày 8 tháng 10. Đây. Nè, phòng trà Skyline ha. Skyline hay Skyline gì cũng vậy cả nhà. Đó, và giờ họ giới thiệu thêm show mới. Giờ Xuân Mỹ mở cho cả nhà xem nha. Đây, hình ảnh Cường biểu diễn rất là đẹp.
ánh đèn xanh chuối lung linh luôn ha, đèn led đó cả nhà. Cô khán giả đó, các cô khán giả này, tấm này chụp cũng dễ thương à, chưa tiếc là chưa được nét lắm ha cả nhà. Ừ. Chụp cùng cô khán giả. Ừ. Các cô lên tặng quà. Đó, phòng trà Skyline đăng rất là dễ thương ha. Đó là những cái hình ảnh mà Cường xuất hiện tại show diễn 8 tháng 10. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin chia sẻ cho cả nhà. Đây, báo Tuổi Trẻ Cười Online ha. Tuổi Trẻ Cười Online, Cường, Hồ Văn Cường thử hát nhạc trẻ với Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Đây, và tấm ảnh, chọn tấm ảnh của Cường là một show diễn khác ha. Xuân Mỹ xin đọc cái bài này cho cả nhà nghe nha. Ngẫu hứng thử sức ca khúc nhạc trẻ hot hit theo yêu cầu, giọng hát của Hồ Văn Cường khiến người nghe ngỡ ngàng. Ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác được xem là bản hit được nhiều người yêu thích nhất, đặc biệt là phiên bản được mask up với bản đôn thể hiện trên sân khấu ca sĩ mặt nạ giấu mặt. Mùa 2 trở nên bùng nổ khắp cõi mạng và nhanh chóng trở thành trào lưu cover được đón nhận. Mới đây, giọng ca trẻ Hồ Văn Cường được khán giả yêu cầu trình diễn bản hit quốc dân tại một sân khấu phía Bắc. Một đoạn video ghi lại màn cover ngẫu hứng của Hồ Văn Cường được chia sẻ và gây chú ý. Hồ Văn Cường vốn là ca sĩ được yêu mến với dòng nhạc dân ca trữ tình, còn được ví như thần đồng khi được yêu cầu hát nhạc trẻ. Nam ca sĩ có phần bối rối, tuy nhiên chỉ qua vài nốt nhạc, thần đồng dân ca đã hoàn toàn chinh phục được người nghe một cách ngỡ ngàng. Dù chưa hoàn toàn thuộc lời, nhưng Hồ Văn Cường đã có màn cover trọn vẹn, đầy cảm xúc. Cách xử lý ca khúc của nam ca sĩ cũng được đánh giá phù hợp với dòng nhạc trẻ. Một khán giả hào phóng dành tặng lời khen cho giọng ca 19 tuổi có sự tiến bộ theo từng ngày, cả thần thái phong cách. Trình diễn cũng có sự tự tin đáng ngưỡng mộ. Rồi đây. Đây không phải là lần đầu Hồ Văn Cường gây bất ngờ khi thử sức hát nhạc trẻ ở thể loại sở ngoài thể loại sở trường. Phần đông khán giả đồng tình cho rằng giọng ca 20 tuổi nên thử thách bản thân ở nhiều dòng nhạc, đặc biệt nhạc trẻ để tiếp cận nhiều đối tượng khán giả và phù hợp với lứa tuổi của mình. Cường đang bước ra khỏi vùng an toàn của mình đó cả nhà. Trước đó thì Hồ Văn Cường thể hiện ca khúc Waiting for You của Mono và nhận về nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên phần lớn khán giả ủng hộ và tin rằng nam ca sĩ sẽ thành công ở thể loại nhạc trẻ nếu như có thêm thời gian tập luyện. Bài báo này thì cũng thể hiện khá chân thực hay cả nhà, nhưng mà Xuân Mỹ cũng đồng tình với quan điểm của người viết cái bài này là thể hiện khá tốt và cần có thời gian tập luyện. Thì thời gian qua thì như Xuân Mỹ đã nói với mọi người là Cường vừa đi học vừa tập luyện âm nhạc, cho nên là rất mong là mọi người hãy từ từ theo dõi chờ đón sự tiến bộ của em hơn nữa ha. Đó đó là một bài báo từ Tuổi Trẻ Cười Online. Rồi, đó là thông tin trên liên quan tới Cường show diễn và Xuân Mỹ xin chia sẻ một cái thông tin, một bài báo cũng nói về tác giả đặt cái câu hỏi như thế này liên quan đến vụ của bà Nguyễn Phương Hằng. Không kháng cáo, bà Phương Hằng ngồi tù bao lâu? Ngày 21 tháng 9, tòa án thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, phạt ông Đặng Anh Quân 45 tuổi tiến sĩ luật 2 năm 6 tháng tù, phạt bị cáo Nguyễn Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân 1 năm 6 tháng tù cùng cùng một tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền hợp pháp, lợi ích của tổ chức cá nhân.
thì bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam từ 24 tháng 3 năm 2000. Trước đó thì Xuân Mỹ đọc cái đoạn này thêm. Theo điều 333 của luật tố tụng hình sự năm 2015 thì thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án, như vậy là hạn chót nộp đơn kháng cáo của bà Hằng và đồng phạm là ngày 6 tháng 10. Tuy nhiên, những người còn lại thì kháng cáo, riêng bà Hằng không kháng cáo. Bà Hằng bị tạm giam từ 24 tháng 3 đến nay là hơn 18 tháng. Ngày 9 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ cho biết Hồ Chí Minh cho biết bà tòa chưa nhận được đơn kháng cáo của bà Hằng, như vậy là bà Hằng không có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Luật sư Quách Thành Lực, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết tù có thời hạn là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời gian nhất định. Tù có thời hạn đối với người phạm tội có mức tối thiểu 3 tháng và mức tối đa là 20 năm. Thời gian tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt tù theo nguyên tắc một ngày tạm giam bằng một ngày tù. Bà Phương Hằng bị tạm giam từ 24 tháng 3 đến nay là 18 tháng. Theo bản án sơ thẩm, bà Phương Hằng bị phạt 3 năm tù, như vậy bà Phương Hằng sẽ phải bị thi hành án 18 tháng phạt tù còn lại, theo cách tính là 36 tháng tù giam, trừ đi 18 tháng tạm giữ, còn 18 tháng tù giam. Luật sư nêu rõ, trao đổi về điều kiện đề nghị đặc xá, luật sư Quách Thành Lực cho biết theo khoản 1 điều 11 luật đặc xá 2018, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện sau đây. Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Đã chấp hành án phạt tù một thời gian do chủ tịch nước quyết định, nhưng ít nhất là 1/3 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn. Nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 14 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Nếu sau khi đã được giảm xuống tù có thời hạn và tiếp tục được giảm theo thời gian chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù trước đó. Hoặc người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện sau đây: có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự trong thời gian chấp hành án phạt tù, có quyết định tạm đình chỉ chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thời gian tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Như vậy là cả nhà cũng ý kiến của luật sư cũng giống như ý kiến của Xuân Mỹ đã chia sẻ với mọi người trước đó ha. Như vậy là bà tính thời gian tạm giữ, tạm giam thì bà Hằng đã thi hành án được 18 tháng rồi đó. Thì theo Xuân Mỹ phỏng đoán thôi nha, nếu mà bà Hằng chấp hành tốt, cải tạo tốt trong trại giam thì là cỡ tầm qua năm 2024 là với những cái chính sách khoan hồng đặc xá của nhà nước thì có thể bà được giảm án ha cả nhà. Đó là thông tin liên quan đến vụ của bà Nguyễn Phương Hằng, Xuân Mỹ xin chia sẻ để chúng ta hiểu thêm về cái việc chấp hành án phạt tù như thế nào. Video của Xuân Mỹ đến đây là kết thúc. Xuân Mỹ xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nghe cả nhà. Rồi nghe nhạc là âm nhạc là liều thuốc tinh thần giúp cho chúng ta thư thái ha. Mọi người nhớ vào kênh Hồ Văn Cường Official để nghe nhạc tiếp theo ha. Đây Xuân Mỹ mở một lần nữa cho cả nhà nghe bài Bông Hồng Cảo đang quảng cáo tiếp. Nhớ vào kênh này nha mọi người. Đây. Đó, Hồ Văn Cường Official 149.000 người đăng ký ha. Và để nghe bài Bông Hồng Cảo, Xuân Mỹ đang cho nó chạy quảng cáo ở dưới nè. Đó mọi người ơi. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ kết thúc video nha. Ai chưa bấm đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi video tiếp theo của Xuân Mỹ nha. Xin chúc cả nhà có buổi chiều ngon miệng. Xin chào tạm biệt và hẹn những video sau ạ. À.